xin chào 500 anh chị em của thế giới anime. Như các bạn biết đấy, Pokemon chim bản địa là một thuật ngữ rất quen thuộc trong Pokemon, được sử dụng để chỉ những Pokemon xuất hiện từ rất sớm tại mỗi vùng đất. Chúng rất dễ bắt, dễ nuôi và dễ sử dụng luôn. Đặc điểm chung của mấy Pokemon chim này là có tốc độ vô cùng cao. Chính vì thế, anh xa nhà ta cũng phải săn lấy vài em để có thể tham gia các trận không chiến chứ nhỉ. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với thế giới anime. Tôi là Kirito. Hôm nay chúng ta sẽ đến với video tổng hợp những Pokemon chim bản địa của Satoshi nhé. Mở đầu danh sách ngày hôm nay, chúng ta có chú chim bất hạnh Pijoto. Cứ nhắc đến tên là tôi lại thấy đau lòng cho nó. Pijoto là một trong những Pokemon đầu tiên của Satoshi. Cụ thể, sau khi bắt được Caterpie, Satoshi rất hứng khởi, muốn bắt thêm nhiều Pokemon nữa. Lúc ấy, một con Pijon xuất hiện, khiến cậu rất hứng thú. San thấy Kasumi có ý coi khinh Caterpie, cậu đã cho Caterpie ra để chiến đấu với Pijon. Tôi cũng gạn lời, thánh ăn gì để em cúng. Kasumi và Pikachu sợ xanh mặt trước quyết định ngu ngốc của Satoshi, còn Caterpie thì hoảng hốt tìm đường chạy trốn. Tại sao lại mang một Pokemon hệ côn trùng ra để đập nhau với Pokemon hệ bay? Nghĩ đi Satoshi, nghĩ đi. Kasumi nói, Satoshi thu hồi Caterpie vào Pokeball ngay và cho Pikachu ra chiến đấu. Chỉ với một đòn duy nhất, điện 10 vạn vôn, Satoshi đã đánh gục Pijon và thu phục thành công. Pijon là Pokemon hệ bay điển hình của vùng Kanto. Nhiệm vụ của Pijon thường là dò đường và tìm kiếm các Pokemon thất lạc. Nó cũng giúp Satoshi rất nhiều trong các trận không chiến. Vì là một trong những Pokemon đầu tiên của Sa nên Sa rất yêu quý nó. Sau này, trong một lần bảo vệ đàn em, nó đã tiến hóa thành Pijoto. Satoshi cũng để nó lại ở khu rừng đó để bảo vệ đàn Popo và Pijon. Satoshi hứa sẽ quay trở lại đón nó sau khi xong việc ở quần đảo Orenji. Tuy nhiên, cái lời hứa đó thằng Sa chưa bao giờ thực hiện. Nó chắc còn không nhớ là mình từng có một con chim như thế. Thế nhưng Pijoto chưa bao giờ quên Sa. Trong tập cuối của Final Chapter, Pijoto đã xuất hiện để cứu Sa và Chu. Nó rất vui vẻ khi gặp được Sa. Pijoto cũng nguyện ý bỏ lại đàn Popo giờ đã lớn mạnh để đi theo Sa một lần nữa. Nhưng đi nỗi gì, thằng Sa kiểu gì chả bỏ nó lại vì nghiên cứu Okido. Đang sống tự do không thích, lại thích bị nhốt. Hề thực sự. Tiếp theo, chúng ta có Jorinozuku, hay vẫn được gọi với cái tên thân thuộc cú mèo. Nó là Pokemon được Satoshi thu phục ở Johto, một Pokemon có profile khá ghê, nhưng thực tế thì lại khác xa. Khi nhóm Satoshi đi vào một khu rừng, họ gặp gỡ một người đàn ông đang cố gắng thu phục một con Jorinozuku. Con cú mèo này có bộ lông khá hoàn toàn so với đồng loài, nên là đích ngắm của hầu hết những ai trông thấy nó, nhưng với tuyệt chiêu thôi miên, không ai có thể bắt được nó. Đội Hỏa Tiễn đã dùng gương để cú mèo tự thôi miên chính nó với ý định bắt về cho boss Sakaki. Tuy nhiên, cú mèo đã được nhóm Satoshi giải cứu. Từ đây, nó có cảm tình với Sa và nguyện ý đi theo Sa. Cú mèo là một Pokemon Shiny quý hiếm với bộ lông khác thường, trí tuệ thông minh siêu việt. Cơ thể nó cũng nhỏ hơn những con cú mèo khác. Chính nó đã chọn Satoshi làm trainer của mình. Cũng giống như các Pokemon hệ bay khác, nhiệm vụ của cú mèo là dò đường và tìm kiếm các Pokemon thất lạc. Đây có lẽ là nhiệm vụ mà nó làm tốt nhất. Pokemon này tưởng là mạnh nhưng hầu như cũng ăn hành ngập mồm, chứ cũng không làm được cái trò chống gì quá nhiều. Sau khi kết thúc cuộc hành trình ở Johto, cú mèo ở lại viện nghiên cứu Okido. Một trong những Pokemon hệ bay mà tôi thích nhất của Satoshi, én vua Osubame, một Pokemon cực kỳ dũng mãnh. Khi mới trên ứa trên rào đến Hoenn, Satoshi và chị em Haruka đã cùng nhau đi du hành. Tuy nhiên, trong cuộc hành trình mới, cả ba không ai chuẩn bị đồ ăn trưa, dẫn đến họ phải nhịn đói. May thay, họ gặp lại Takeshi. Khi nghe tin Satoshi đã đến vùng Hoenn, Takeshi đã bắt chuyến tàu để đến kịp, nhưng đồ ăn của Takeshi lại bị một đàn Tsubame ăn mất. Sau đó, cả nhóm tìm thấy một vườn táo, nhưng cũng bị đàn Tsubame kia chiếm giữ. Trong đám Tsubame, có một con Tsubame cực kỳ hung hãn. Satoshi đã chiến đấu và thu phục được con Tsubame đó. Sau khi giải cứu đàn Tsubame khỏi team Rocket, nhóm Satoshi tiếp tục cuộc hành trình. Đây là Pokemon đầu tiên mà Satoshi thu phục được ở Hoenn. Tuy nhỏ con và không phải mạnh lắm, nhưng con Tsubame này cực kỳ cứng đầu và hiếu chiến. Nó chưa từng biết bỏ cuộc là gì và sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Trong một cuộc thi khinh khí cầu, chính sự cứng đầu và tinh thần không biết bỏ cuộc đó mà Tsubame đã tiến hóa thành Osubame. Sau khi tiến hóa, nó trở nên nhanh nhẹn và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tinh thần chiến đấu của nó dường như còn cao hơn cả trước, đơn cử như khi nó luyện tập khó khăn chiêu thức đánh từ chân không. Osubame là một Pokemon cực kỳ ghê gớm. Tuy không phải là người gánh team, nhưng trước khi mất khả năng chiến đấu, nó phải kéo ít nhất hai Pokemon khác đi theo. Một Pokemon vô cùng kiên cường, nó sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng và không biết bỏ cuộc là gì.
Osubame có rất nhiều trận đấu hay, nhưng hay nhất chắc là khi xa tham gia trận đấu hội quán thứ 7, nó cùng với Pikachu chơi theo kiểu chim bọc điện, nhìn yêu nghiệt thật sự. Kết thúc cuộc hành trình tại Hoenn, Osubame cũng ở lại vị nghiên cứu Okido. Mukuhaku. Mukuhaku là Pokemon chim bản địa ở Sinnoh và cũng là Pokemon đầu tiên Satoshi thu phục ở vùng đất này. Khi Satoshi mới bước chân đến Sinnoh cùng với Pikachu và Aipam, cậu đã gặp sự cố với đội hỏa tiễn. Pikachu bị thất lạc, nó bị đội hỏa tiễn vây bắt và bị thương nặng. Hikari đã chứng kiến cảnh đó và ra tay giúp đỡ. Trong khi đó, Satoshi gặp lại Takeshi và nhận được thông tin là Pikachu đã đi theo một cô gái. Hai người họ nhanh chóng có chung mục tiêu là gặp được nhau. Trên đường đi tìm Pikachu và Hikari, Aipam đã đụng phải chim Mukuru. Satoshi đã quyết định thu phục Mukuru để dễ dàng tìm kiếm hơn. Sau đó, cậu đã thu phục thành công và cũng tìm thấy Pikachu và Hikari. Cũng giống như hầu hết các Pokemon chim mà Satoshi đã thu phục, nhiệm vụ chính của Mukuru là dò đường và tìm kiếm các Pokemon thất lạc. Ngoài ra, khi các trận không chiến nổ ra, cũng không thể thiếu chú chim này được vì nó là lựa chọn thích hợp nhất. Mukuru có tính cách rất thuần, nó luôn hòa đồng và vui vẻ với các Pokemon khác. Đặc biệt, nó cực kỳ nghe lời Satoshi. Mukuru cũng có 3 hình dạng tiến hóa. Trong cuộc thi Pokemon Ringer ở thị trấn Win, nó đã tiến hóa thành Mukuhaku trong trận chiến với Dolgarat của Shinji, nhờ đó mà giành được chiến thắng. Từ khi tiến hóa thành Mukuhaku, cơ thể của nó phát triển rất lớn, với sải cánh rất rộng. Thực sự, ngoại hình của Pokemon này cực kỳ ưa nhìn, rất là ngầu. Hai chiêu thức làm nên tên tuổi của Mukuhaku đó là Cận Thân Quyền và Anh Dũng Điểu, được nó sử dụng rất nhiều trong các trận đấu. Tuy là một Pokemon mạnh, nhưng trong các trận đấu, nó thường ẩn hành khá nhiều, đẳng cấp làm nền là đây. Chắc là cấp độ làm nền của nó chỉ sau đấu Daito C. Mỗi lần ra chiến đấu, lúc đầu đánh đấm có vẻ ổn, nhưng về sau, kiểu gì cũng bị đập như một cái mền rách. Sau khi kết thúc liên minh Sinnoh, Mukuhaku được Satoshi để lại vì nghiên cứu Okido. Tiếp theo, chúng ta có Kenhoro, một Pokemon của vùng đất X-Sư. Khi Satoshi và Iris đến thành phố Sanrio để lấy huy hiệu đầu tiên, trên đường đi, họ gặp một đàn Mamebato. Satoshi có ý định thu phục và cậu đã bất ngờ đánh ngất một con. Vì thế mà cả đàn Mamebato đã lao đến tấn công cậu, sau đó chúng bỏ đi. Tuy nhiên, một con Mamebato đã không kịp theo đàn và bị Satoshi bắt gặp. Cậu đã thu phục thành công con Mamebato đó. Đây là Pokemon đầu tiên Satoshi thu phục được ở vùng đất X-Sư và cũng là Pokemon giống cái thứ 3 của Satoshi. Satoshi không biết điều này cho đến khi Mamebato chiến đấu với Chitara vì nó không bị ảnh hưởng bởi chiêu hấp dẫn. Cũng giống như các vùng khác, Satoshi sẽ luôn thu phục một Pokemon chim bản địa. Nhiệm vụ chính của chúng là dò đường và tìm kiếm các Pokemon thất lạc. Trong trận đấu hội quán hệ bay, nó đã phải PK với con Kenhoro đực. Khi sắp thua thì bài ca tiến hóa vang lên, nó tiến hóa thành hình dạng Kenhoro cái. Với tốc độ cao hơn, nó đã đánh bại con Kenhoro đực, giúp Sa lấy được huy hiệu hệ bay. Kể từ đây, Kenhoro trở thành Pokemon có khả năng không chiến mạnh nhất trong team của Sa. Tất nhiên là chỉ tại X-Sư thôi nhé. Sau này, khi Satoshi nổi hứng, muốn lấy Lizardon đào khoe với mọi người, cậu đã đổi quả cầu Pokemon và để Kenhoro lại viện nghiên cứu Okido. Kalos là một vùng đất khá ghê vì tại đây Satoshi thu phục đến 3 Pokemon hệ bay khiếp hãi thật sự. Trong đó, Pokemon thuần hệ bay nhất đó là Fire Arrow. Còn nhớ khi nhóm Satoshi đang trên đường đến hội quán đầu tiên, hội quán Hakudan, khi đi trên đại lộ số 4, họ bắt gặp một con Derene. Urika đang cho Derene một cục thức ăn thì một con giả da Koma xuất hiện và cướp cục thức ăn đi. Satoshi nhìn thấy thì rất hứng thú với tốc độ của nó nên cậu quyết định sẽ thu phục giả da Koma. Cậu đã dụ nó đến nơi có những vách đá và hạ gục nó với Keromatsu. Từ đây, giả da Koma trở thành Pokemon của cậu. Giả da Koma là Pokemon chim bản địa. Nhiệm vụ của nó cũng là tìm kiếm các Pokemon thất lạc và là con bài chủ lực trong những trận không chiến. Tuy nhiên, tại phần phim Pokemon XY, nó không phải là Pokemon hệ bay duy nhất của Satoshi. Trải qua quá trình luyện tập và chiến đấu, trong một lần chạm mặt với Pokemon huyền thoại Fire, nó đã tiến hóa lên cấp cuối cùng, trở thành Fire Arrow. Là Pokemon mang song hệ lửa và bay, Fire Arrow là một Pokemon mạnh. Nó cũng là Pokemon chủ lực hệ bay của Satoshi trong các trận không chiến. Hai chiêu thức ưa thích của nó là đạn lửa và anh dũng điểu. Các bạn xem lại trận đấu giữa Fire Arrow và Kenhoro của Alan trong trận chung kết coi, một trận đấu đỉnh cao của sức mạnh và tốc độ giữa thân điểu và anh dũng điểu, vô cùng hay và đẹp mắt. Kết thúc của hành trình tại Kalos, Fire Arrow được Satoshi để lại vì nghiên cứu Okido. Vậy là video hôm nay đến đây là kết thúc rồi.
Bạn có cảm nghĩ gì khi xem xong video này? Hãy comment bên dưới để Ali đặt like và mọi người cùng biết nhé. Đừng quên like, share và subscribe để đón xem những video bổ ích về Pokemon trong thời gian sắp tới nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye.